Tôi nghĩ trần gian này sẽ bớt đi phần nào bất công hơn. Nhưng mà tại sao? Tại sao mọi thứ lại khó khăn hơn gấp bội phần so với trước đây vậy hả tiểu thư à? Tại sao vậy? Sao lại bị đuổi ra khỏi nhà như vậy chứ? Kể từ khi tiên đế băng hà, cuộc sống của chúng ta cực khổ hơn mà. Thật là bất công, bất công quá đi mà. Chúng ta không cam tâm. Phụ thân à, người nói cây cối sẽ không đẩy mặt cho đến khi ai đó tưới nước và nhổ đi những đám cỏ dài. Phải, con sẽ làm như ý của cha. Con sẽ bảo vệ Lê Dân Bách Tính. Xin hãy luôn ở bên con. Chúng ta cùng nhau đi chinh bê. Đến đó để làm gì? Ở đó đến trồng trọt cũng không được nữa. Chúng ta có thể làm gì để sống đây? Mặc dù chúng ta không thể trồng trọt, cũng còn nhiều cách để kiếm sống mà. Thái tử, khi ngươi sắp chết, ta dốc hết sức cứu ngươi. Giờ bày đặt báo thù à? Nếu biết ngươi coi thường mạng sống như vậy, ta chẳng thèm cứu rồi. Đi bút đã giết hết tất cả những người thân yêu của ta rồi. Nếu như ta không giết chết hắn, vậy ta sống trên đời có ý nghĩa gì đâu? Giờ nhìn ngươi có khác gì để móc đầu chứ? Sẽ bắt đầu buôn bán ở đây. Hả? Buôn bán sao? Ở Chin Bê này chỉ có một con đường đến cửa sau sông Moon, từ Ma Bô Đốc và sau Găng Đốc. Nếu như chúng ta buôn bán ở đây, ta tin chắc rằng chúng ta nhất định sẽ kiếm được lời. Tôi tin cô, tiểu thư của tôi. Giờ phải làm gì trước đây? Bây giờ hãy cùng nhau xây nhà để ở nha. Bà nè, cũng bên đây. Để cho tôi vô. Bên đây. Đây, nhanh lên. Để tôi cho. Bên đây, để tôi cho. Đi. Nè, bên đây. Nè, bên đây. Bỏ tôi ngay.
chuyện của thiên đường đó. Chẳng lẽ đi vậy sao? Được thấy nàng ấy có thể sống tốt là đủ lắm rồi. Vậy là ta đã vui rồi. Phụ thân ca ơn đã qua đời, bởi vì là lỗi của ta, và ta vẫn không thể nào quên được. Nước mắt chảy trên mặt nàng ấy. Thái tử, nàng ấy đã từng nói rằng nhìn thấy cái bản mặt của ta khiến cho nàng ấy nhớ đến phụ thân của mình, nó làm cho nàng không thấy vui. Bây giờ ta sống xa xa nàng một chút, đó là điều tốt nhất ta có thể làm được. Ta chẳng ăn được gì hết, nhưng mà uống rượu thì bao nhiêu cũng hết. Thầy hãy dạy cho ta cách để dẹp loạn tổ chức Biên Su Quy đi, được không? Ta chưa bao giờ nhận ngươi làm học trò. Xin hãy nói cho ta biết làm sao để hạ bị tên phiến loạn đi mốc đó. Ngươi ngốc lắm, ngươi vẫn chưa nhận ra hay sao vậy? Ngươi hành động liều lĩnh là có vô số người phải thiệt mạng, chẳng phải vậy sao? Vậy ta có thể làm gì được đây? Ta muốn đánh bại Đê Mốt mà không phải hy sinh thì bất kỳ một mạng sống nào nữa. Ta sẽ làm mọi chuyện, xin hãy chỉ cách ta đi. Ngươi đừng nên làm gì hết, cho tới khi chính bản thân ngươi nhận ra mình phải làm gì. Ở yên đó, phải chắc chắn là ngươi không làm gì. Ca ơi nào, trời ta bắt. Tiểu nữ của phạm nhân gánh cái mát đó cũng khá là nặng ha. Ta nghe nói là không có thân nhân nào giang tay ra giúp cô cả. Bá tánh ở đây là thân nhân và cũng là bằng hữu của ta nữa. Người không cần phải lo lắng cho ta đâu mà, ta thích được như vậy lắm. Chúng tôi lên kế hoạch để buôn bán dược phẩm ở đây. Ta có thể giúp được gì hay không vậy? Nếu giúp được gì thì ta sẽ dốc hết lòng. Có một chuyện, có cách nào khiến cho ta trở vào hoàng cung được không hả? Hoàng cung sao? Là gì? Thì chuyện là ta muốn bán dược phẩm cho Thái Y Viện đó mà. Ta hiểu rồi. Sẽ mất một thời gian, nhưng mà ta sẽ tìm cách. Đa tạ đại nhân rất nhiều ạ. Ta đang ở đâu vậy hả? Ông bạn già gọi ta tới làm gì? Ông có thấy thằng nhóc quỳ gối đằng kia không? Dẫn nó đi rồi dạy nó cho tốt. Yếu hèn vậy thì làm được cái gì chứ hả? Nhìn là biết, làm thì ít mà phá thì nhiều. Nhìn vậy thôi chứ cũng khá hữu dụng đó, cố mà dạy nó đi. Chắc cầm cự không nổi đến 2 tuần đâu, là xách dép bỏ chạy rồi. Hay là ta cá cược đi ha. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Chào. Xin chào.
Xin chào. Lại đây. Xin chào. Là gánh nặng do học giả Gubo đặt lên ta. Gánh nặng sao? Không hiểu luôn. Xin chào. Dạy, ngươi tên là gì hả? Ta không hề có cái tên nào hết. Là sao?